hiểu rõ những khó khăn và trăn trở của nhà bán hàng địa phương. Giữa thị trường đầy tính cạnh tranh, Shopee luôn nỗ lực giúp họ tiếp cận và phát triển kinh doanh trên nền tảng công nghệ thông qua nhiều chương trình đồng hành, để sản phẩm Việt ngày càng phổ biến đến người tiêu dùng, để các doanh nghiệp địa phương ngày càng phát triển và trở nên đa dạng hơn. Cùng Shopee tôn vinh sản phẩm Việt ra đời để lan tỏa những giá trị tích cực đó, gần 100 nhà bán hàng tham gia chia sẻ câu chuyện kinh doanh, chọn lọc được 25 doanh nghiệp tiêu biểu với hơn 10.000 lượt bình chọn từ người dùng Shopee là những con số ấn tượng thể hiện sức lan tỏa của chương trình. Nỗi trăn trở về đặc sản quê nhà, niềm nhớ nhung quê hương khi ở nơi đất khách, mong ước làm sống lại làng nghề là những cảm xúc thôi thúc các nhà bán hàng địa phương khởi nghiệp và mang sản phẩm Việt vươn xa. Để cổ vũ và đồng hành cùng với các doanh nghiệp Việt, Shopee dành tặng nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng cho những thương hiệu được vinh danh trong chương trình. Người dùng tham gia bình chọn cũng nhận được quà tặng hấp dẫn lên đến 12 triệu Shopee xu cùng nhiều hỗ trợ đặc biệt từ đối tác. Không dừng lại tại đó, Shopee còn tạo điều kiện để các thương hiệu Việt tăng độ nhận diện trên trang chủ ứng dụng và các chương trình livestream phỏng vấn, quảng bá sản phẩm rộng rãi và lan tỏa câu chuyện kinh doanh của thương hiệu đến mọi người dùng. Hành trình tìm chỗ đứng cho thương hiệu Việt sẽ không dừng lại tại đây, bởi Shopee tin rằng những con người yêu mến, ủng hộ sản phẩm Việt vẫn luôn ở đó. Cảm ơn bạn vì đã chọn Shopee. Cùng Shopee tôn vinh sản phẩm Việt. 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 Shopee.